Thưa quý vị và các bạn, trước Tết cổ truyền, nhiều chuyến tàu mang hơi ấm và tình cảm từ đất liền ra thăm và chúc Tết các cán bộ chiến sĩ, nhân dân đang giữ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc. Những chuyến đi đong đầy cảm xúc của những người từ đất liền đến với những người lính và người dân ở đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị và đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế trong chuyến đi cùng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Quân cảng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân ngay giáp Tết lại trở nên nhộn nhịp. Từng thùng hàng, giỏ bánh chưng, chở quốc được các chiến sĩ cẩn thận vận chuyển lên tàu. Mau Tết, vì Tết, không khí Tết dường như đã hiện diện đủ đầy trên bến cảng. Đoàn công tác mang theo nhiều tình cảm, sự quan tâm với hơn 6 tấn hàng Tết, trị giá gần 500 triệu đồng, giúp cán bộ chiến sĩ và nhân dân đón Tết thêm đầm ấm, vui tươi. Cái chuyến đi này có những rất ý nghĩa đối với vùng cũng như là đối với hai cán bộ và nhân dân của hai huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Chúng tôi xác định rằng là mặc dù sóng to gió lớn nhưng được đến với bà con hai huyện đảo trong cái điều kiện vẫn đến Tết về là đó là một điều rất là cảm động và tự hào đối với các cán bộ chiến sĩ của Bộ Lệnh Vùng 3 Hải quân. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Phía sau tôi thì các chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng 3 đang vận chuyển những hàng hóa lên đảo phục vụ những ngày vui xuân đón Tết. Những chuyến hàng hóa như thế này mang hơi ấm mùa xuân từ đất liền gửi tặng đến cả cán bộ và chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng biển trời của Tổ quốc. Đón nhân qua Tết, quân dân cả huyện đảo bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của hàng triệu trái tim từ đất liền. Những món quà Tết của đoàn công tác góp phần làm cho Tết ở đảo thêm đầm ấm, đủ đầy, chan chứa tình cảm biển đảo với đất liền thân thương. Cầu thác cũng dơi, có quà đem về đấy, đúng đó, quà này đem về đấy sai trên mình ông bà luôn. Mình cũng ghi được mình có chân quà đây đó, để mình cũng thắng khai cái quà cho Tết. Những món quà và bánh chưng, tất cả những cái hương vị của ngày Tết đặc thù của Việt Nam mình đó, để tạo một cái không khí đầm ấm ở trong đơn vị, để cho cán bộ chiến sĩ ở đơn vị ấy là có một cái ngày Tết thật là đầm ấm, và trên cái cương vị để thực hiện tốt cái nhiệm vụ ở trên giao là bảo vệ cái vùng đảo nơi tiền tiêu của Tổ quốc. Cán bộ quân dân Cồn Cỏ thì rất là xúc động phấn khởi vì hàng năm thì đều được sự quan tâm thăm hỏi cũng như kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu ở trên đảo của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Sau này có các cái đoàn của quân khu 4 rồi của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Thì đây là một cái tình cảm cũng như là cái trách nhiệm để cán bộ chiến sĩ quân và dân Cồn Cỏ là thực hiện tốt hơn cái nhiệm vụ. Đặc biệt hiện nay thì cái dịp Tết Nguyên đán này thì lực lượng vũ trang là trực quân trực chiến 100% để sẵn sàng chiến đấu cao để đảm bảo cái mục tiêu là giữ bình yên cho nhân dân ở đất liền đón Tết. Chuyến tàu chở hàng Tết là nhịp cầu nối, là tình cảm ấm áp của đất liền hướng về biển đảo. Những món quà của đồng bào cả nước, tình cảm của hậu phương gửi ra nơi tiền tuyến nhân dịp sắp đón xuân Quý Mão 2023 đã được trao tận tay các cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Chuyến đi này thì bản thân tôi và các thành viên trong đoàn cảm thấy rất là có ý nghĩa. Mình hiểu hơn, giúp cho mình hiểu hơn cuộc sống, sinh hoạt của bà con biển đảo và các và chiến sĩ. Và những dịp Tết đến, xuân về sắp đến, xuân Quý Mão, thì tôi và đoàn công tác cũng đã chúc Tết bà con, đồng viên cán bộ chiến sĩ, bà con trên đảo yên tâm cuộc sống, sinh hoạt và sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ giữ vững cái biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cái Bộ Tư lệnh Vùng 3 mà ra đối với bà con và chiến sĩ trên huyện đảo trong cái bối cảnh thời tiết như thế này thì khiến cho bà con cũng như là mọi người dân trên đảo hết sức là xúc động. Và trong cái cảnh mưa gió như vậy mà những người lính đã đến được với đảo thì người dân cũng cảm thấy rất là ấm lòng. Xuân này, cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên cả huyện đảo đã có một cái Tết ấm cúng, hòa cùng mùa xuân đất nước đang trên đảo phát triển. Đó sẽ là động lực để quân dân luôn vững chắc tay súng, bảo vệ bình yên, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.